về cái vai trò của marketing online, ví dụ đối với một doanh nghiệp mới khi mà họ không có tiền để họ làm TVC, không có tiền để làm những công cụ offline như là billboard ngoài trời chẳng hạn. Tại vì cái đó nó tốn rất nhiều chi phí. Vậy thì nếu một doanh nghiệp vừa nhỏ mới thành lập, họ chỉ sử dụng mình marketing online có được hay không? Dạ em cảm ơn câu hỏi của anh Nam. Thì em xin trả lời cái câu hỏi của anh Nam là nếu mà các doanh nghiệp startup hoặc là một số doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể hoàn toàn sử dụng chiến lược marketing online để bán hàng. Tại vì cái đó là trải nghiệm doanh nghiệp của em. Tại vì khi công ty Vio là công ty non trẻ thôi. Lúc mà em gọi là thành lập doanh nghiệp thì lúc đó cũng khoảng hai mấy tuổi. Tới nay là sau 3 năm thì chắc là 27. 27 tuổi. Thì kiểu như là mối quan hệ mình cũng không có. Và mình chỉ có duy nhất cái kiến thức về marketing online thôi. Ngoài ra những cái kiến thức về offline, về sự kiện, về tất cả hầu như là không có. Thì dựa trên những cái online hiện có mà mình giống như hiện tại công ty của em không phải là gọi là quá thành công, nhưng mà nó cũng ok, tại vì nó cũng đã trải qua được 3 năm rồi. Nó cũng không phải là thời gian dài, nhưng nó cũng là một cái khoảng thời gian thách thức cho một cái doanh nghiệp mới startup. Và Vio hoàn toàn sử dụng những chiến lược marketing online để phát triển doanh nghiệp của mình. Nếu mà một hiện tại bây giờ trên những cái kênh mạng xã hội có những cái hotspot đi, họ có thể là kiếm vài tỷ trên một tháng cũng bình thường. Họ không hề có một doanh nghiệp hoặc là một cái công ty startup, chỉ có mỗi giám đốc thôi cũng là bình thường. Thì cái công cụ của họ cần là gì? Họ cần cái hình ảnh, cái thương hiệu và một cái website chuẩn chỉnh để họ marketing thôi. Ngoài ra họ không cần nhiều hơn. Đối với Vio cũng vậy. Đầu tiên là mình có website, mình xây dựng một cái hệ thống mình marketing. Sau đó là lúc đầu thì cũng một mình làm. Sau đó mình thuê thêm một vài nhân sự. Thì tới thời điểm hiện tại thì Vio cũng khoảng 16 nhân sự rồi. Và khoảng mười mấy bạn cộng tác viên bên ngoài. Đó là mình sẽ Vio cũng trải qua cái giai đoạn giống như doanh nghiệp mà vừa và nhỏ và startup hiện tại. Cho nên là cái việc mà bây giờ mình muốn kinh doanh mà chi phí mình nhỏ là hoàn toàn có thể. Không có gì là không thể. Thậm chí là chủ doanh nghiệp có thể đi học và tự làm, chứ không nhất thiết phải tốn một kinh phí thuê nhân sự bên ngoài. Khi mà mình cảm thấy mình có quá nhiều việc để làm thì mình có thể thuê nhân sự. Còn ban đầu một chủ doanh nghiệp vẫn có thể start up một cái doanh nghiệp trên online thành công. Và đối với khách hàng trên online, họ không có đi tới cái cửa hàng của mình, họ cũng không biết mình lớn hay nhỏ như thế nào. Nhưng quan trọng là cái nội dung, cái thông tin nào tiếp cận với cái khách hàng đó thì họ lại tin tưởng. Có rất nhiều khách hàng phản hồi á, tại vì em có làm cho một cái anh làm bên sàn gỗ, thì hầu như ảnh có cái website với có cái một mình ảnh thôi, nhưng ảnh làm vẫn rất là thành công và bây giờ ảnh mở showroom thêm. Thì cái lý do là như thế nào? Khách hàng họ nhìn vào website, họ thấy chuẩn chỉnh, quy mô là họ đánh giá công ty đó uy tín. Tại vì online nó khuất tầm nhìn lắm, chỉ nhìn thông qua cái website thôi, không thể nào tới một cái kho được. Nhưng mà không phải là cái đó là mình đánh lừa khách hàng, mà mình gọi là mình có thể là tạo nên một cái sự thu hút hơn đối với khách hàng. Tại vì bây giờ khách hàng vậy, cái gì đẹp trước đã, uy tín, chất lượng, đẹp, bắt mắt trước. Còn cái dịch vụ phía sau là nó phụ thuộc vào con người, cái việc mình phục vụ khách hàng như thế nào. Nếu mà công ty của mình nhỏ nhưng mà cái sự phục vụ của mình nó đến từ chân thành và đến từ cái giá trị thật thì mình vẫn cạnh tranh được với công ty lớn, chứ không có cái gì mình phải ngại hết. Cho nên là cái việc mà không phải mình đánh lừa khách hàng thông qua cái bộ nhận diện trên online, nhưng mà để làm sao thu hút khách hàng thôi. Còn cái việc mà chăm sóc phía sau thì đương nhiên mình phải chuẩn hóa, không thể là mình đánh lừa khách hàng thông qua cái bộ đó được. Thì cái việc mà trên online và các doanh nghiệp bây giờ là có thể là khởi nghiệp bằng một cái vốn rất là nhỏ, và có thể là sử dụng một ngân sách rất là nhỏ để mình phát triển cái kênh nhận dạng trên online và để bán hàng. Cái điều đó là điều có thể, và bản thân em đã trải nghiệm qua quá trình đó và chia sẻ kiến thức thật sự với mọi người. Thì nếu như ai đó đang doanh nghiệp nào đang chuẩn bị start up hoặc là đang có suy nghĩ là bây giờ tôi muốn thử online như thế nào, thì nên bắt đầu nhảy vào thử để xem nó hiệu quả như thế nào. Chứ đôi khi nhiều khi dưới sự chia sẻ của em thì mọi người cũng chưa cảm nhận được. Nhưng muốn cảm nhận là phải bay vào làm thử coi nó như thế nào, cảm nhận, phải tự mình cảm nhận. Và trên online nó có một cái nữa là mình phải lưu vết lại, tức là giống như anh Wilson nói hồi nãy, KPI.
Làm online mình cũng đo lường KPI của mình như thế nào. Ví dụ mình bỏ ra một số tiền như thế này. Thì trên công cụ online nó đều có những cái công cụ lưu lại là có bao nhiêu người đã tiếp cận, có bao nhiêu người hành động, có bao nhiêu người gọi điện thoại. Rồi cái tỷ lệ chuyển đổi dựa trên những cái người hành động này là bao nhiêu. Nó tùy ngành nghề, có những ngành nghề giống như thực phẩm hoặc quần áo tỷ lệ chuyển đổi rất là cao, thậm chí có thể là 50-70%. Nếu mà cái dịch vụ và cái chất lượng hoặc cũng như là những cái mà họ marketing tốt, có thể là khách hàng thấy mua hàng ngay là bình thường. Nhưng có những người ngành nghề lớn hơn, ví dụ bất động sản, rồi liên quan về xây dựng thì nó mang giá trị lớn, ví dụ là vài chục triệu, vài trăm triệu, thì cái tỷ lệ chuyển đổi nó lại thấp hơn. Thì nếu mà mọi người muốn biết về cái online á, nó chuyển đổi như thế nào thì phải thử, sau đó lưu vết lại rồi tính xem cái tỷ lệ chuyển đổi như thế nào. Ví dụ mình mà em ví dụ thôi, 5 triệu trên một tháng đó, tôi có 10 khách hàng. 10 khách hàng, trên 10 khách hàng nó chỉ ra một đơn thôi. Thì cái tỷ lệ nó hầu như là có chỉ 1%, 0.1% thôi chứ. 10% chứ, 10%. Nếu 10%. Thì 10% đó mình sẽ tính ra giá trị lợi nhuận của mình bao nhiêu. Thì khi tính ra giá trị lợi nhuận, mình quay lại cái vốn đầu tư ban đầu của mình đó, để có 10 khách hàng này và giá trị lợi nhuận này nó có xứng đáng hay không. Và khi cái khách hàng này mình đã có rồi, đâu phải mình bán cho họ không. Nếu mà dịch vụ mình tốt, mình có thể bán cho gia đình họ, bán cho những mối quan hệ của họ, thậm chí bán cho họ mua lần hai. Thì khi marketing nó sẽ lời những cái lần tiếp theo. Chứ không thể nào mà bây giờ mình sử dụng một chiến dịch. Tại vì em gặp rất là nhiều khách hàng, giờ anh sẵn sàng bỏ cho em vài trăm triệu, ví dụ cho anh bỏ cho em 300 triệu đi, em làm sao để anh tăng thành 350-400 triệu. Nhưng đó như nhiều vụ đó, thì những cái người khách hàng mà có tầm nhìn như vậy hầu như là em sẽ từ chối. Tại vì sao? Tại vì khi mà marketing nó mang rất là nhiều giá trị, không phải chỉ bán hàng, không phải chỉ doanh số không. Về ví dụ sử dụng 300 triệu của anh, có 100.000 người biết tới thương hiệu của anh, thì cái giá trị đó nằm ở đâu? Nó đâu phải là chỉ tính bằng doanh số. Rồi khi mà em tìm cho anh là ví dụ là 100 khách hàng, thì những 100 khách hàng nó quay lại, thì anh tính nó vào online hay offline? Đương nhiên phải tính vào online rồi, không thể nào tính qua offline được. Thì nếu mà mình tính, mình phải rõ ràng, doanh nghiệp phải rõ ràng ngay từ đầu, cái nào là online là online, cái nào offline là offline. Thì khi mà một cái tiệp danh sách khách hàng của một cái doanh nghiệp nó càng ngày càng lớn lên, thì cái tỷ lệ mà chuyển đổi và lời từ cái vốn online đó nó mới thực sự phát sinh. Còn nếu như một chiến dịch ban đầu giờ, có nhiều khách hàng á, em hỏi, anh chạy chứ anh chạy không thành công, em ơi, hỏi anh chạy mấy tháng, anh chạy tháng, anh thấy không hiệu quả, anh dừng. Một tháng nó mang lại cái gì? Khách hàng còn chưa biết mình là ai, còn chưa thấy được cái thương hiệu của mình là đã off cái quảng cáo rồi, thì làm sao hiệu quả? Ít nhất phải 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm. Và khi đó mình phải tổng kết lại là bao nhiêu khách hàng đã tiếp cận, tỷ lệ chuyển đổi là bao nhiêu, tỷ lệ mua hàng lại bao nhiêu, khách hàng giới thiệu là bao nhiêu, thì nó sẽ ra một cái gọi là cái doanh số online rất là ok. Và cái đó là cái mà công ty Bio đã trải qua và hầu như sẽ tư vấn cho khách hàng về vấn đề này. Còn nếu như mà bỏ một đồng ăn một đồng hai thì hầu như marketing nó không mang lại điều này.